Xin chào các bạn. Hôm nay con gà rừng của mình nó đẻ đấy các bạn. Các bạn này, đây nó đẻ này. Đó, con gà trống đứng bên đó đó. Con gà trống nó đứng ở ngay trên chỗ cái trống, chỗ cái trứng rồi các bạn. Đây, đây các bạn thấy cái trứng này, cái trứng nằm đây nè. Đó, cái trứng nằm ngay ở dưới cái chân con gà trống này các bạn. Mình lấy nét lại cái. Đó, nói mấy cái cây lấy nét hơi khó. Cái khóa này luôn. Đó, đây các bạn ơi, trứng nó đẻ này. Đẻ trứng nhưng mà nó ở xa quá, mình quay vô mình sợ con gà trống nó đang canh trứng các bạn. Đó, gà trống nó đang canh trứng đó. Nó đang canh trứng. Đó, thấy mình nó chạy. Nó trứng nhỏ xíu mà. Gà rừng nó đẻ, gà rừng này rừng rặc, mái rặc nha các bạn. Nó đẻ nhưng mà một cái là nó lại không đẻ ở dưới trong bụi, nó đẻ nó ngay trên cái hầm lọc của các con mình nó đẻ các bạn. Đó, cái hầm lọc của các con mình nằm ngay đó đó. Nó đẻ ngay vào đấy. Mình không dám vào, sợ mình vào thì nó sẽ bỏ cái trứng. Đó, nó đang kêu các bạn, nó đẻ xong nó kêu. Các bạn có thể nghe tiếng con gà rừng đặc nó kêu. Đây một con mình. Đó, gà mái đó, mái nó trong đó các bạn, nó ngát người lắm, nó thấy người nó chạy luôn. Gà trống đi theo nó bảo vệ nó. Đó. Cái hồ coi mình đây các bạn. Mình mới cho nó ăn xong này, mới cho ăn xong. Mới cho cá ăn xong mình nghe thấy nó gà trống gà mái nó kêu rồi mình chạy ra thấy. Đó, gà mái trong đó các bạn. Nó đẻ sao nó đẻ giờ này mình cũng không hiểu luôn. Thường thường là nó đẻ, nó sẽ đẻ vào buổi trưa các bạn. Con gà nó đẻ vào buổi chiều. Đây mình quay cho bạn xem nó được. Đấy, nó ngắn lắm. Đó các bạn nói thấy không? Đấy các bạn nhìn rừng rạc các bạn biết được rồi. Đó, rừng rạc, mái rạc. Nó đẻ mà đẻ vậy mới nó dám nằm đấy không ấp không nữa. Nó đẻ ngay trên cái chỗ đấy thì gà vô nó thấy mình nó trốn tiêu. Nó sợ nó bỏ trứng các bạn. Đó. Nói chung là gà rừng rạc các bạn mình nuôi ở trong cái AV thì nó dễ hơn là mình nuôi trong cái chuồng nhỏ. Cái chuồng nhỏ thường mình khi mình nuôi là nó sẽ nó không có giống với cái môi trường tự nhiên thật, nó khó đẻ hơn các bạn, và nó nhiều bạn nuôi bảo là nó dễ bị chết. Còn mình nuôi về bỏ đây cái là nó trong AV này nó đẻ luôn các bạn. Ở trong cu bên kia kìa. Đấy, nó nhát quá. Thấy người nó chạy không? Giờ nó đẻ trái đầu tiên các bạn, mình nuôi tính ra mình nuôi cũng gần một năm rồi chứ. Từ bắt rừng về tính ra năm rồi. Mình quay lại để bạn xem cái trứng của nó này. Đấy, trứng trắng trắng đấy. Sau cái bụi cây đó các bạn, đó, cái hầm lọc của mình đó. Đó, mình phải quay từ xa chứ mình không dám vô gần, mình vô gần sợ nó mổ trứng nó bỏ luôn. Nó không tha rác này, các bạn mình bỏ đầy rác đây, nó không tha rác này, nó không tha rác để nó đẻ nữa. Đó, cây của mình trồng giờ nó đây này. Như khu rừng. Như cu các bạn, đây cá này, đấy, mình mở xem lại cho các bạn xem cá này. Đấy, cá này ta coi đấy. Cái con chim chỉ các bạn nó tha cái lông, nó thay lông xong nó tha nó bỏ vào. Đây, gà trống nó nằm trong đó các bạn. Rồi bên này con cu này, con cu mấy chục con các bạn, nó đẻ có mấy con thì nó đẻ quá trời đẻ ở đây luôn. Đó mình ném đầy rác đó các bạn. Nó thả rác nó đẻ tự đẻ. Nhưng mà cái con này nó lại mấy cái con gà này nó không tha rác, nó không tha rác nó đẻ các bạn. Đó. Đó, gà trống nó trốn ở đó đó. Đó, thì con gà nó đẻ thì nói chung là mình rất là mừng các bạn, thì nó đẻ trong cái AV nên mình quay như mình chia sẻ cùng các bạn, mà chưa chắc thì nó đẻ như vậy ấp, thì mình theo mình nghĩ thì ở dưới cái bụi cây rất là nhiều, nó không đẻ xuống lên cái hầm lọc, nó đẻ vậy thì mình sợ là mình cho cá ăn rồi khách đến nhà mình chơi tham quan nhiều các bạn, thì mình sợ là nó nhát nó sẽ bỏ, nó không dám nằm đấy ấp các bạn, nằm ngay đó thì nó lộ quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.